con gái cả của chị Nhân, 14 tuổi. Không mong muốn, nhưng hàng ngày chị vẫn phải làm việc này. Đây là cách để con gái không đập phá, không bỏ đi và lạc đường về nhà. Và đây là con gái thứ hai của chị. Con cũng gặp chứng bệnh giống chị gái là chậm phát triển trí não. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của hai con đều phụ thuộc hoàn toàn vào chị Nhân. Chị cũng phải đành lòng trói xích con như vậy. Khổ thật ý, khổ, không ta nổi được. Cha hẳn bầu xe cũng mất cũng bán tội ăn không biết ăn lâm thân. Thật sự, làm lụng thì làm lụng ăn. Thật, đập thật ý, khổ, phà tán ý, không bán chỉ nổi được mốt. Nhiều khi làng xóm tôi đây đến đây thăm, cho 50, cho 100, rồi tôi nghỉ tội thật ý, chân đi hộ cũng thương lắm, mà thương cũng không đổi được. Không đôi được nổi niềm là vì đó. Người Việt Nam mình là đầu đen màu đỏ, cho nên là phải thương nhau. May mắn đứa con thứ ba của anh chị được là người bình thường. Nhưng cháu bị nhiễm độc trong quá trình thai nhi, nên từ khi lọt lòng phải cùng mẹ rong ruổi khắp các bệnh viện từ địa phương cho đến trung ương. Nhà đã nghèo lại càng kiệt quệ. Chỉ mới lên năm, con đã đảm nhận việc trông em hơn một tuổi cho mẹ đi làm. Ngoài ba rào ruộng, mỗi năm một vụ, chị Nhân còn mưu sinh bằng nghề thu nhặt ve chai. Số tiền thu được chẳng đáng là bao, nhưng chị không làm được nghề nào khác khi một mình phải chăm sóc cho bốn đứa con nhỏ dại, bệnh tật. Tại mà cho em sức khỏe nè, thì mẹ khỏe đến khi mô là mẹ nuôi con đến khi nợ. Chăm lo cho con đến khi nợ, nhưng mà khi mà con mẹ mà con là mà phát hiện đã bảo bệnh chi rồi đó. Thì em cho hắn đi trước rồi em đi sau, nhưng mà em thì dường là từ là 1 năm đến 2 năm là em phải đi vô máu một lần, tại vì em bị giảm tiểu cầu, bị giảm tiểu cầu đó, tức là không có em có lúc là hắn không sản xuất ra máu, không để cung cơ không đủ để mà nuôi cơ thể, là em phải đi vô máu. Em sinh thẳng rồi xong là em phải chuyển hết 3 bịch máu á. Trong nhà luôn vắng bóng bố của bốn đứa trẻ. Chồng của chị Nhân thường xuyên đi làm ăn xa. Ai thuê mướn gì anh cũng làm. Ngặt nỗi, sức khỏe ốm yếu, một mắt gần như không còn nhìn thấy. Vậy nên, dù đã nỗ lực, anh cũng không lo đủ cái ăn, cái mặc tối thiểu cho 6 con người. Thưa quý vị, mong rằng quý vị sẽ có những nghĩa cử thiết thực hỗ trợ cho gia đình nghèo khó này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: chị Hoàng Thị Nhân, xóm 1, Tiên Phong, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại 0379 569 098. Số tài khoản 3602 2051 14000. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, nhà báo Hồng Nhung. Điện thoại 0916 686 023. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng những phần đời nghèo khổ. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website truyenhinhnghean.vn và trên ứng dụng NTV Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.